Rồi, chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Bài hôm nay sẽ là bài số 34 trong giáo trình guitar cấp tốc. Bài hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn thêm một bản nhạc bolero nữa để các bạn điệu hát áp dụng kiểu đàn bolero có chèn bass mà các bạn đã được tập ở bài số 31 và bài số 32 nha các bạn. Rồi, thì trong quá trình mà mình chia sẻ cái bài này, ví dụ như những bạn nào mà không có theo dõi xuyên suốt cái giáo trình này đó, thì nếu một chỗ nào các bạn không nắm bắt được, không hình dung được thì các bạn xem lại những bài trước cho mình nha. Vì đây là giáo trình cho nên mình đi theo trình tự. Những gì mình chia sẻ rồi thì hôm nay mình sẽ không nhắc lại, đỡ mất thời gian cho những bạn đang theo giáo trình nha các bạn. Tại vì đa phần thì các bạn xem cái kênh này thì các bạn theo giáo trình từ những bài đầu tiên tới bài hôm nay. Cho nên khi chia sẻ tới đâu mình nói là các bạn hình dung được liền và tập được liền. Còn những bạn không theo dõi xuyên suốt giáo trình thì chỗ nào không hình dung được các bạn quay lại những bài trước nha các bạn. Và tìm cái tiêu đề nào mà các bạn đang thắc mắc thì các bạn hãy xem những bài trước đó nha. Rồi. Rồi vào bài hôm nay. Thì cũng như mọi bài, trước khi điểm hát một bản nhạc thì phải có intro. Rồi, bài này thì cũng rất là nhiều intro các bạn, nhưng mà có một cái intro rất là đơn giản, rất là ngắn. Các bạn tập sẽ rất là nhanh và khi tập được rồi các bạn sẽ không bao giờ quên. Ngắn lắm. Rồi bây giờ mình chia sẻ cái intro này cho các bạn nha. Rồi đầu tiên các bạn, intro như thế này nè. Các bạn ghi đi ha. Rồi các bạn bấm vô mi bảy hoặc mi trưởng cũng được ha, lên xuống đó. Rồi sau đó đàn tiếp câu thứ hai, rê mi mi đô la. Rồi sau đó bấm la thứ lên xuống chắc. Rồi đàn lặp lại vậy thôi. Nói chung thì cái y như các bạn chia hai phần, mỗi phần hai câu rồi vậy thôi. Intro rất là ngắn ha. Rồi lặp lại, nhưng mà lặp lại thì đàn dây khác cũng những nốt đó thôi, nhưng mà thay đổi dây nha. Rồi lần thứ hai thì các bạn sẽ đàn dây này cũng những nốt đó thôi. Mi la đô si, rồi cũng bấm mi bảy lên xuống, rồi đàn tiếp giống vậy thôi, rê mi mi đô la, sau đó bấm la thứ dầm cái là vào bài. Đó, intro các bạn thấy rất là ngắn và rất là dễ nhớ, giống tức là dựa theo phần lời của bài hát thôi, giống như các bạn lấy cái phần cuối của cái câu cuối cùng của bài hát, tình ai đã phai như giấc mộng đêm dài. Rồi lặp lại, tình ai đã phai như giấc mộng đêm dài đó. Các bạn cứ cũng là những nốt đó thôi, nhưng mà lên một quãng cao lên nữa dạng về thay đổi dây, chứ không các bạn đang lặp lại cùng một dây đó cũng được, nhưng mà không hay ha. Cho nên cũng những nốt đó nhưng mà thay đổi dây. Rồi lại intro các bạn sẽ đàn thế này, sau khi các bạn biết hết những nốt đó ghi, mình có ghi dãy số theo lưng đó. Các bạn biết là đàn chỗ nào, bấm dây nào, bấm dây nào và đàn dây nào rồi ha. Thì mình bây giờ mình bỏ hết dãy số để các bạn hình dung, các bạn sẽ đàn intro thế này, từ mới thì tập chậm thôi ha. Mi la đô si lên xuống, rê mi mi đô la lên xuống chắc, mi la đô si lên xuống, rê mi mi đô la la. Nó dầm la thử cả vào bài. Ngày đó lâu rồi hai đứa mình yêu nhau, vậy đó nha các bạn. Rồi rồi mình sẽ lại cho các bạn ha, bây giờ không đọc các bạn sẽ đàn biết hết những cái nốt đó, đàn chỗ nào bấm dây nào chèn vào ra sao thì các bạn sẽ đàn thế này là được. Chậm nè. Đó, rồi các bạn vào bài ha. Rồi được rồi, tăng tốc lên ha. Rồi lại intro tăng tốc lên xíu, các bạn sẽ đàn thế này. Rồi, thưa các bạn. Vào bài ha. Rồi được rồi, tăng tốc lên nữa ha. Rồi mình sẽ ví dụ các bạn intro bình thường, sau khi các bạn tập được rồi từ chậm tới nhanh, thuộc hết những nốt đó chèn vào ra sao thì các bạn cứ đàn dạng như thế này là được nha. Rồi và sẽ đàn thế này. Sau khi intro là các bạn vào bài. Còn ví dụ như cứ như thế các bạn áp dụng, còn bolero mà các bạn đàn thôi. Còn ví dụ nhanh chậm thì các bạn theo sở thích các bạn thôi. Muốn nhanh chút xíu cũng được và chậm xíu cũng được. Cách đàn bolero của chàng bác thì mình đã chia sẻ bài 31 và 32 rồi đó ha. Rồi xem hai clip đó sau xong là các bạn đàn được cái kiểu đàn này liền dạng vậy nha. Rồi ví dụ các bạn lại một lần nữa. Hết intro vào đoạn 1 cho các bạn luôn ha. Rồi các bạn tham khảo.
hai đứa mình yêu nhau. Mong ước dài lâu ta sẽ chung nhịp cầu, đuôi ong bắt bướm bên góc cạnh bờ ao. Tình yêu lặng sâu đã đi vào cõi nhớ ấy chúng mình rồi. Hết đoạn 1 thì qua đoạn 2 ha. Rồi bây giờ mình sẽ đọc âm đoạn 1. Rất là đơn giản, intro như vậy các bạn cứ áp dụng nha. Ngày đó lâu rồi, sau intro dầm la ngữ. Ngày đó lâu rồi, bắt đầu đàn bát la cái. Hoặc là các bạn đi đô xì lại giống như mình nói ở những clip trước ha. Ngày đó lâu rồi, nó thì hợp âm la, ba nốt bát của nó là đô xì là. Nó thì bắt đầu vào rồi là la thứ, thì mình đi ba nốt bát của la thứ. Ngày đó lâu rồi, hai đứa mình yêu nhau. Từ đây chuyển qua đô trưởng thì đi ba nốt bát của đô trưởng trước, rồi sau đó mới bấm hợp âm đô trưởng ha. Những clip trước mình cũng đã nói các bạn rất là nhiều vấn đề này rồi. Đi ba nốt bát trước, sau đó mới bấm hợp âm của, tức là đi ba nốt bát của hợp âm đó trước, sau đó mới bấm hợp âm đó và cứ tiếp tục bơ rô mà đàn, rồi cứ hát tiếp hợp âm tới đâu xử lý tiếp, cứ thấy hợp âm nào thì đi ba nốt bát của hợp âm đó trước, rồi bấm hợp âm đó và cứ tiếp tục, cứ như thế làm hoài cho hết đoạn, dạng như vậy nha các bạn. Rồi rồi mình đọc hợp âm nè, mình sẽ đọc hợp âm chậm và vừa đàn luôn để các bạn hình dung, các bạn sẽ áp dụng như vậy là được ha. Ngày đó lâu rồi, hai đứa mình yêu nhau, mong ước dài lâu rời thứ, ta sẽ chung nhịp cầu là thứ, đuôi ong bắt bướm pha trưởng bên góc cạnh bờ ao đô trưởng. Tình yêu lặng sâu mi bãi đã đi vào cõi nhớ mi bãi, rồi sau đó dậm mi bãi cái nữa rồi hát đoạn 2 nó. Tóm lại là từ đoạn 1 chuyển qua đoạn 2 rất đơn giản, dậm mi bãi cái hát đoạn 2 thôi ha. Rồi hợp âm đoạn 1 là như vậy nha các bạn. Rồi cứ điều tay các bạn đàn ngay nhịp các bạn không, và không có lót gì hết ha, cứ hát xuyên suốt hết đoạn, hết đoạn dậm mi bãi cái và hát đoạn 2 thôi, vậy nha các bạn. Rồi mình sẽ ví dụ các bạn hết đoạn 1 qua đoạn 2 nè. Đùi ong bắt bướm bên góc cạnh bờ ao, tình yêu lặng sâu đã đi vào cõi nhớ. Mùa ấy chung mình hay ngắm nhìn trăng lên, sưởi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình. Lời ru bên nước ai hát điệu hò hoang, tình người dở dàng như lỡ một cung đàn. Rồi đoạn 2 là như vậy đó các bạn. Rồi đoạn 2 hợp âm đoạn 2 thì y chang đoạn 1, chỉ khác cái câu cuối cùng thôi ha. Tôi ấy chung mình là thứ hay ngắm nhìn trăng lên đô trưởng, sợi ấm lòng nhau rời thứ qua những câu chuyện tình là thứ. Lời ru bên nước pha trưởng ai hát điều hò khoan đô trưởng, tình ơi dở dàng mi bãi như lỡ một cung đàn là thứ đó vậy ha. Rồi cứ vừa đàn vừa chèn bắt vào. Rồi hết đoạn 2 thì các bạn sẽ có câu lót như lỡ một cung đàn. Rồi và mà câu lót này thì không khác gì intro hết. Lúc nãy các bạn đã intro được rồi, bây giờ lấy cái phần đầu của intro đó, câu lót là phần đầu, tức là mì la đố si rê mi mì đô la, đàn dây này đó. Rồi hết rồi, thì các bạn muốn đàn dây này cũng được hay đàn dây dưới này cũng được, cũng như nó đó thôi ha. Mì la đố si rê mi mì đô la giống như intro ha. Rồi hết đoạn 2 nè. Như lỡ một cung đàn lên xuống chát, mì la đố si bấm mi bãi lên xuống rồi đàn tiếp rê mi mì đô la đó, rồi bấm lại la thứ. Thì các bạn thấy những đó y chang intro thôi, nhưng có cái là mình phải chèn thêm cái lên xuống chát vào tại vì mình lót mà, còn intro vừa vào thì mình đàn nốt liền nha. Rồi sau khi lót xong rê mi mì đô la rồi bắt đầu bấm la thứ, bắt đầu quạt chả lên, quạt chả bô rô lên để chuẩn bị hát điệp khúc nè. Đó thì cách quạt chả bô rô để hát điệp khúc thì mình cũng chia sẻ các bạn rồi. Điệp khúc là mình sẽ sử dụng quạt chả để cao trào hơn những đoạn kia, dạng dễ nha các bạn. Rồi tức là vừa lót nè, vừa hết đoạn 2. Như lỡ một cung đàn lên xuống chát, mì là đô si lên xuống rê mi mì đô la, rồi sau đó bấm la thứ, đàn một nhịp của kiểu quạt chả đó, rê mi mì đô la rát 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 chát bung chát bầm chát bung ha. Đó và lưu ý ngay cái bum này, các bạn bắt đầu hát chữ đầu tiên được khúc ra 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 chát bum chát bầm chát ôi, nó ngay chữ ôi đó. Và sau khi hát chữ ôi xong
thì các bạn cái tay phải vẫn cứ tiếp tục mà bolero hoặc chả ra 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 chát bum chát bum chát bum cứ như thế đàn hợp âm tới đâu chuyển tới đó. Rồi tóm lại hết đoạn 2 qua điệp khúc là như vậy: tình ơi dở dang như lỡ một cung đàn, hết đoạn 2 bấm la thứ lên xuống chát mì la đô si, bấm mi bãi lên xuống rê mi mì đô la, bấm la thứ ra 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 chát bum chát bum chát. Ôi chuyện xưa qua rồi, nó mình quạt rát rát chát bum chát bum chát bum cứ như thế làm hoài, hợp âm tới đâu các bạn tiếp tục chuyển tới đó, ta phải cái điều tay mà đàn vậy ha. Rồi ví dụ các bạn hết đoạn 2 qua điệp khúc chậm cho các bạn nè: tình ơi dở dang như lỡ một cung đàn, ôi chuyện xưa qua rồi, chuyện xưa qua rồi còn in trong vậy đó ha. Rồi cứ vào điệp khúc thì mình cứ quạt chả vô rồi mà quạt hợp âm tới đâu các bạn chuyển tới đó vậy thôi ha. Rồi ví dụ bình thường hết đoạn 2 qua điệp khúc rồi mình sẽ chia sẻ hợp âm điệp khúc cho các bạn: tình ơi dở dang như lỡ một cung đàn, ôi chuyện xưa qua rồi, mình ta lẻ loi duyên kiếp và cuộc đời, ai thấu được lòng người tìm quên để vui. Người ơi người ơi. Rồi hát đoạn cuối, rồi nguyên khúc là như vậy đó nha các bạn. Rồi bây giờ đọc âm điệp khúc. Rồi đầu tiên ôi thì cái này là la thứ và ngay cái bum như mình nói nãy vừa hết đoạn 2 chuyển ha, quạt cái hát ngay cái bum á. Ôi rồi cứ tiếp tục quạt giả. Ôi chuyện xưa qua rồi, tới đây chuyện qua đầu trưởng. Rồi chuyện xưa qua rồi, tới đây là thứ. Rồi cứ ta phải điều tay mà rát 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 chát bum chát bum chát bum rát 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 chát bum chát bum chát bum, hợp âm tới đâu chuyện tới đó vậy ha. Qua rồi còn in trong đời mây bãi nè đó. Bây giờ là thứ cùng thế thôi rời thứ, mình ta lẻ loi đồ tưởng duyên kiếp và cuộc đời là thứ, ai thấu được lòng người son tưởng tìm quyền để vui mi bãi. Người ơi người ơi, giờ lại là thứ là hết điệp khúc nữa, học âm điệp khúc là như vậy các bạn. Các bạn cứ điều tay mà các bạn quạt âm tới đâu các bạn chuyển tới đó, ngang nhịp các bạn không ha. Rồi người ơi giờ là thứ, rồi sau đó lót đang quạt giả thì rát 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 chắc rồi mi son mi la ha, tìm quên để vui. Người ơi, rát 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 chát mì son mì la la. Rồi hát đoạn cuối, đó, tức là từ điệp khúc qua đoạn cuối là như vậy đó ha. Lại nữa nè, chậm nè. Tìm quên để vui. Người ơi là ví dụ các bạn bình thường hết đoạn điệp khúc qua đoạn cuối: tìm quên để vui. Người ơi ngày đó xa rồi, nay chỉ là mơ thôi, đừng nhắc làm chi đau xót tim một người, đành ôm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhoi. Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. Rồi đoạn cuối y chang đoạn 2, hát khác lời thôi chứ các bạn điểm giống y đoạn 2 vậy đó ha. Rồi cứ áp dụng lại kiểu đàn, vừa đàn bolero vừa chèn bass, rồi áp dụng lại, coi chỉ điệp khúc là quạt giả thôi, còn đoạn 1, đoạn 2 và đoạn cuối đàn kiểu đàn bolero có chèn bass vậy nha các bạn. Và âm đoạn cuối thì y chang đoạn 2, đàn được đoạn 2 rồi dựa vào đoạn 2 các bạn điểm được đoạn cuối thôi ha, có cái hát khác lời thôi. Ngày đó xa rồi nè, nay chỉ là mơ thôi đồ trưởng nè, đừng nhắc làm chi rời thứ,
đau xót tìm một người là thứ đành ôm nối tiếc pha tưởng cho số phận nho nhoi đồ trưởng. Tình yêu đã phai mây bãi như giấc mộng đêm dài về lại là thứ đó. Bộ rô chèn bát mà đàn hợp âm tới đầu chuyện tới đó vậy ha. Cách chuyển cách như thế nào từng hợp âm mình đã chia sẻ ở cái bài số 32 rồi. Rồi hết đoạn cuối thì lót giống như này, hết đoạn 2 hết hai lót như thế nào, hết đoạn cuối lót y chang vậy ha. Như giấc mộng đêm dài lên xuống chát mì là đô si. Rồi 37 lên xuống rê mi mì đô la. Bấm lại là thứ. Cái câu lót này á thì cũng những đó, ví dụ các bạn không thích lót dây thấp đây, các bạn lót dây cao cũng được. Ví dụ lên xuống chát mì la đô si rê mi mì đô la đó, muốn lót chỗ nào cũng được, miễn những nốt đó thôi ha. Rồi dây trên này cũng được, dây trên này cũng được. Nốt trên thằng đàn thì mình cũng chia sẻ các bạn rồi, đàn chỗ nào bấm chỗ nào, dây nào nó sẽ ra cái nốt đó ha. Ở những bài đầu tiên mình đã chia sẻ nốt trên thằng đàn rồi. Rồi thì ở đây các bạn thấy nó cũng nốt mì, ở đây nó có nốt mì, đây cũng nốt mì đó, nên các bạn muốn đàn chỗ nào đàn vậy ha. Xem những cái bài đầu các bạn biết nốt trên thằng đàn rồi nha. Rồi sau khi hết đoạn cuối thì các bạn sẽ hát lót xong, các bạn sẽ hát lặp lại từ ngay chỗ đành ngớm nối tiếc cho số phận nhỏ nhoi, tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. Nhưng mà cái câu cuối cùng này như giấc mộng đêm dài nè, các bạn hát các bạn thể kéo như vậy ha. Các bạn thể hát giống như lần đầu cũng được, nhưng mà không hay thường là kết thúc bài rồi thì cái câu cuối một là mình hát xong mình ngưng, còn mấy chữ mình ngưng rồi mình đàn một nhịp sau đó mới hát tiếp, còn không thì vẫn tiếp tục đàn nhưng mà kéo thêm một nhịp nữa. Cũng câu đó, ví dụ như ở trên hát lần đầu cái câu như giấc mộng đêm dài năm chữ này mà các bạn hát trong một nhịp thì tới lần hai lần lặp lại thì cũng năm chữ này như giấc mộng đêm dài nhưng các bạn hát chậm kéo nó ra thành hai nhịp dạng vậy đó ha. Ví dụ như đã phai nè, như giấc mộng đêm dài một nhịp, nhưng bây giờ lần sau rồi hát cũng câu này nhưng mà kéo ra hai nhịp, tình yêu đã phai như giấc mộng chia ra như giấc từ đó là một nhịp, từ đó mồng đêm dài thêm một nhịp nữa dạng dễ ha. Rồi thì tóm lại sau khi hết đoạn cuối lên xuống chát mì la đô si lên xuống rê mi mì đô la, rồi vẫn tiếp tục đàn bổ rô và hát lặp lại từ ngay chỗ đành ôm nối tiếc cho số phận nhỏ nhoi, tình yêu đã phai như giấc, nó hát kéo vậy đã phai mi bãi nè, rồi tiếp tục kéo ra nè như giấc, nó một nhịp hai chữ thôi, hát một nhịp và vẫn giữ mi bãi, giấc mộng đêm dài tới đây về lại là thứ là kết thúc bài. Rồi thì vừa kết thúc bài các bạn cũng lót hoặc là các bạn kết ao luôn đó, vậy đó. Một là các bạn sử dụng câu lót xong kết ao, kết ao thì giống intro, lấy câu sau của intro đó. Hoặc là để dễ hình dung á thì cái phần mà vừa hết bài hết thằng lặp lại này đó thì các bạn cứ lót giống như lúc nãy, các bạn lót hết đoạn cuối bạn lót như thế nào bây giờ tới lần lặp lại lót y chang vậy, rồi sau đó đàn cái phần thứ hai của intro. Mà cái câu lót thì các bạn thấy nó cũng giống y như cái câu đầu, phần đầu của intro, cho nên thì kết ao nó giống intro. Các bạn có thể là đàn y chang vừa kết thúc là đàn mồng điểm dài rồi đàn intro luôn nó khỏi sử dụng câu lót gì cả. Tức là có hai cách mà để các bạn dễ hình dung á, còn các bạn ví dụ như ghi chú thế nào các bạn hình dung được là được. Tóm lại kết ao y chang intro vậy nha. Rồi mình sẽ ví dụ các bạn hết đoạn cuối rồi hát lặp lại ngay chỗ đó đó ha. Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài lót mì là đô si rê mi mì đô la, rồi hát lặp lại ngay chỗ này đành ôm nối tiếc cho số phận nhỏ nhoi, đã phai kéo như giấc mộng đêm dài lót mì là đô si rê mi mì đô la, đàn phần hai intro. Là các bạn kết ao vậy ra, hoặc là các bạn cứ hình dung là kết ao y chang intro đi cho nó dễ ha. Tức là hát thần lặp lại khỏi lót, đoạn cuối hát xong lót rồi hát lặp lại từ ngay đành ôm nối tiếc á, thì hát xong khỏi lót, tức là hát xong đàn, hát xong vừa xong rồi bắt đầu lên xuống cái lên xuống chát cái bắt đầu đàn intro luôn, là kết ao á dạng vậy ha. Rồi thì tóm lại mình sẽ ghi như màn hình thì các bạn cứ áp dụng như vậy là được. Mình sẽ ví dụ lại cho các bạn hình dung lại hát vừa hết bài
hát lặp lại ngay chỗ đàn âm nối tiếp đó, rồi bắt đầu các câu cuối thì mình kéo ra thêm một nhịp, rồi bắt đầu sẽ kết ao là đàn giống Ijanto vậy ha, kết ao Ijanto như giấc mộng đêm dài về la thứ là hết bài nè. Rồi vẫn bấm la thứ lên xuống chắc, rồi đàn intro lên xuống chắc, xong đàn intro liền mi la ô như này, mi la đô si vậy đó ha. Đó rồi như vậy các bạn dễ hình dung, vừa hát hết là thằng lặp lại thì bấm la thứ lên xuống chắc, rồi đàn intro intro thế nào đàn y chang vậy. Trước khi đàn intro là lên xuống chắc, cái như vậy nó mới đủ nhịp các bạn nha, chứ vừa xong mà đêm dài các bạn đàn intro liền là các bạn bị thiếu dạng vậy nha. Như mất mộng đêm dài lên xuống chát, rồi đàn intro mì là đô si rê mi mì đô la, mì là đô si rê mi mì đô la la, là các bạn kết thúc bài luôn dạng vậy đó ha. Đó rồi mình sẽ ví dụ nè, tình yêu đã phai như giấc, ví dụ hát hết bài đó nha, giấc mộng đêm dài lót lại, đành ngậm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhoi, tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. Đêm dài lên xuống rồi đàn trô nè, rồi rồi đó là cái mình. Rồi khi áp dụng thì nói chung thì các bạn cứ lưu ghi chú như thế nào, đánh dấu thế nào để các bàn dễ hình dung và các bạn cảm nhận được, và các bạn cứ đàn như vậy được, tức là theo cái dạng như vậy thôi, chứ còn tùy sở thích mỗi bạn, các bạn có thể hát kết ao một cách khác theo sở thích riêng của các bạn nha. Rồi thì đó là mình chia sẻ dạng như vậy, là các bạn thích tập theo dạng như vậy các bạn cứ tập, còn không các bạn có thể tự biến tấu ra hoặc tự sáng tạo ra. Nói chung thì chơi môn đàn thì các bạn cứ thoải mái, các bạn cứ theo sở thích các bạn, các bạn biến tấu thế nào, sáng tạo thế nào, miễn các bạn nghe nó khớp, nó hợp, nó hay là được, dạng dễ nha. Rồi áp dụng thế nào thì các bạn nha. Rồi cũng như thường lệ thì mình nãy giờ mình chia sẻ những gì, bây giờ mình sẽ đàn và hát mẫu lại y chang vậy, để sau khi các bạn tập từng đoạn mà mình chia sẻ được rồi, các bạn ráp lại và các bạn nhìn xem cái phần mẫu này của mình và các bạn cứ đàn như vậy, là các bạn coi như các bạn điểm hát xong một bản nhạc cũng tương đối đầy đủ và có này có kia, nghe nó cũng khá hay dạng dễ nha. Rồi nhưng thì cũng nói trước các bạn là cũng không biết cái dính bản quyền hay không, nhưng mà những clip trước mình nói các bạn làm nhạc rất dính bản quyền, 10 bài hay 8 bài dính bản quyền, mà hay dính bản quyền là phải bắt buộc phải cắt bỏ chứ không thể để nha các bạn. Đó cho nên là mình nói trước các bạn, nếu mà các bạn xem tới đây mà các bạn thấy bắt đầu hết clip rồi là coi như phần cái phần đó bị dính bản quyền rồi, đã cắt bỏ rồi, thì coi như cái clip hôm nay tới đây là kết thúc bài đã nha các bạn. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở bài số 35. Rồi còn nếu mà nãy giờ các bạn xem mà các bạn cái này không mất bản quyền á, thì bây giờ các bạn sẽ xem phần hát mẫu của mình nha, rồi cứ thế các bạn áp dụng theo y như vậy là được. Rồi đầu tiên intro ngày đó lâu rồi hai đứa mình yêu nhau, mong ước dài lâu ta sẽ chung nhịp cầu, đùi ông bắt bướm bên gốc cành bờ ao, tình yêu lắng sâu đã đi vào cõi nhớ, thuở ấy chúng mình hay ngắm nhìn trăng lên, sưởi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình, lời ru bên nước ai hát điều hò hoan, tình người dở dàng ta lẻ loi duyên kiếp và cuộc đời, ai thấu được lòng người tìm quên để vui, người ơi
này chỉ là mơ thôi. Đừng nhắc làm chi đau xót tìm một người, đành ngậm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhoi. Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. Đành ngậm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhoi. Tình yêu đã phai gì mà nãy giờ mình chia sẻ các bạn, thì cứ như thế các bạn áp dụng. Nãy giờ mình đàn và hát mẫu y chang như những gì mình chia sẻ, không khác gì hết. Chia sẻ cái gì đàn hát mẫu lại y chang vậy, không thêm bớt gì cả. Rồi sau khi các bạn tập được, các bạn cứ đàn y như mình mới vừa đàn mẫu vậy là được ha. Và sau khi xem những cái clip trước thì tư lý hôm nay thì các bạn có thể áp dụng được và điểm hát được một bản nhạc bolero có chèn bass cũng tương đối đầy đủ, tức là có câu lót này kia rồi cách quạt được khúc dạng vậy đó ha. Rồi thì nhưng mà nói chỗ nào mà các bạn còn mơ hồ thắc mắc khi mình chia sẻ bài này thì các bạn cứ xem lại những bài trước, cái đó đàn như thế nào, tại sao lại đàn vậy, thì các bạn xem những bài trước các bạn sẽ nắm được nha. Tại vì đa phần các bạn xem kênh này là các bạn đang theo giáo trình và đi xuyên suốt từ những bài đầu tiên cho tới bài hôm nay, cho nên nếu mà mình cái gì mà mình chia sẻ rồi mà mình chia sẻ lại nữa đó thì sẽ mất rất nhiều thời gian cho những bạn đang theo giáo trình này, tại vì cái đó các bạn đã biết rồi, áp dụng được rồi. Khi mình chia sẻ nói vậy là các bạn hình dung và áp dụng được ngay nó, cho nên không cần phải chia sẻ lại. Còn những bạn mà ví dụ không theo xuyên suốt giáo trình, các bạn ví dụ vô tình gặp được cái bài này, các bạn vu ngang là các bạn thấy vậy, mà chỗ nào các bạn mà ví dụ như không nắm bắt được thì các bạn cứ xem lại những bài trước, những gì mà mình đã chia sẻ những bài trước thì hôm nay cứ áp dụng vào thôi, chứ không có gì khác cả. Dạng vậy ha, các bạn không hình dung được là tại vì là các bạn chưa xem những cái bài trước của mình. Dạng vậy nha các bạn. Rồi thì có chỗ nào thắc mắc các bạn cứ comment với mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở bài số 35.